Tối ngày 20 tháng 5, thêm 40 ca mắc COVID-19 trong nước, Việt Nam có 4.809 bệnh nhân. Bản tin tối ngày 20 tháng 5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 45 ca mắc COVID-19, trong đó có 5 ca nhập cảnh đã cách ly ngay. 40 ca mắc trong nước ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Hải Dương và Vĩnh Phúc. Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam. Tính từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 20 tháng 5, có 45 ca mắc mới, bệnh nhân 4.765 đến 4.809. 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 1 ca và Sóc Trăng 4 ca. 40 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 24 ca, Bắc Ninh 10 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 3 ca, Lạng Sơn 1 ca, Hải Dương 1 ca và Vĩnh Phúc 1 ca. Tính đến 18 giờ ngày 20 tháng 5, Việt Nam có tổng cộng 3.331 ca ghi nhận trong nước và 1.478 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 1.761 ca. Số ca mắc COVID-19 trên thế giới, cả thế giới có 165.617.501 ca mắc, trong đó có 144.671.036 ca đã khỏi bệnh, 3.433.373 ca không qua khỏi và 17.513.092 ca đang điều trị, trong đó có 99.812 ca diễn biến nặng. Trong 12 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 102.260 ca, số ca không qua khỏi tăng 2.850 ca. Tại Đông Nam Á trong ngày ghi nhận 21.795 ca, trong đó Malaysia tăng 6.806 ca, Philippines tăng 6.100 ca, Indonesia tăng 5.797 ca, Thái Lan tăng 2.636 ca, Campuchia tăng 415 ca và Singapore tăng 41 ca. Thông tin chi tiết các ca mắc mới. 5 ca mắc mới ngay sau khi nhập cảnh, ca bệnh 4766 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nam 37 tuổi là công dân Việt Nam có địa chỉ tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Ngày 13 tháng 5 năm 2021, từ Malaysia nhập cảnh Bà Rịa Vũng Tàu trên tàu PVT Neptune và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Kết quả xét nghiệm lần 5 ngày 19 tháng 5 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ca bệnh 4768 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Sóc Trăng là nam 36 tuổi là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Ca bệnh 4769 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Sóc Trăng, nữ 25 tuổi là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Ca bệnh 4770 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Sóc Trăng, nam 25 tuổi là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ca bệnh 4.771 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Sóc Trăng, nam 28 tuổi là công dân Việt Nam có địa chỉ tại quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 28 tháng 4 năm 2021, bệnh nhân 4768 đến 4.771 từ Philippines nhập cảnh sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH9353 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Sóc Trăng. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 19 tháng 5 dương tính với SARS-CoV-2, hiện các bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại bệnh viện 30 tháng 4, Sóc Trăng. 40 ca mắc ghi nhận trong nước, ca bệnh 4765 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn, nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, là F1 của bệnh nhân 4.691 đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 20 tháng 5 dương tính SARS-CoV-2, hiện đã được cách ly điều trị tại trung tâm y tế huyện Chi Lăng. Ca bệnh 4767 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương, nữ 13 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, là F1 của bệnh nhân 4546 đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 20 tháng 5 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly điều trị tại bệnh viện nhi tỉnh Hải Dương. Ca bệnh 4.772 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc, nữ 35 tuổi, địa chỉ tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, là F1 của bệnh nhân 3.068, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 20 tháng 5 dương tính với SARS-CoV-2 hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện dã Chiến, tỉnh Vĩnh Phúc. Ca bệnh 4.773 đến .4779 bệnh nhân 4.783 đến 4.785 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh 7 ca các trường hợp f1 trong khu phong tỏa đã được cách ly từ trước 1 f1 và 2 ca đang điều trị dịch tễ kết quả xét nghiệm ngày 19 và 20 tháng 5 dương tính với sars cov 2 ca bệnh .4780 đến 4.782 ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh là ba mẹ con đang điều tra dịch tễ kết quả xét nghiệm ngày 20 tháng 5 năm 2021 dương tính với sars cov 2 các bệnh 4786 đến 4809 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang, 19 ca là F1 liên quan đến khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, 3 ca trong khu phong tỏa, 2 ca được phát hiện qua xét nghiệm tầm soát đối với các đối tượng cộng đồng có nguy cơ. Kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Tình hình điều trị, hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 63 ca, lần 2 là 34 ca và lần 3 là 23 ca số ca không qua khỏi là 39 ca, số ca điều trị khỏi là 2.689 ca. Số người cách ly, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 121.010. Bắc Giang khẩn trương xây dựng bệnh viện giã chiến quy mô 3.000 giường. Bắc Giang cần khẩn trương tìm địa điểm phù hợp để xây dựng bệnh viện giã chiến mới, tăng quy mô từ 2.500 lên 3.000 giường bệnh nhằm chủ động ứng phó với những tình huống xấu có thể xảy ra. Bộ phận thường trực hỗ trợ đặc biệt của Bộ Y tế đã họp khẩn trong đêm 19 tháng 5 với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang nhằm đưa ra những đánh giá và đề xuất các giải pháp kịp thời trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại địa phương theo đánh giá của phó cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế nguyễn trọng khoa mặc dù số ca bệnh ở bắc giang tăng nhanh nhưng nhờ tinh thần đoàn kết và sự chi viện kịp thời từ các tỉnh thành phố và quân đội đến nay địa phương vẫn đang kiểm soát được tình hình với kinh nghiệm có được trong các đợt dịch trước ông nguyễn trọng khoa đã liệt kê một số giải pháp cấp bách đối với bắc giang Trước mắt, tỉnh cần khẩn trương tìm địa điểm phù hợp xây dựng bệnh viện giã chiến mới để tăng quy mô 2.500 lên 3.000 giường bệnh nhằm chủ động ứng phó với những tình huống xấu có thể xảy ra. Thứ hai, tỉnh cần ổn định tổ chức bộ máy để các cơ sở điều trị hiện tại có thể phát huy tối đa những khả năng sẵn có. Hiện một số cơ sở đã có xét nghiệm đông máu, có thể phát hiện sớm, can thiệp nhanh. Phải cần hết sức cảnh giác với những chủng virus lần này vì có nhiều diễn biến bệnh rất nhanh, rất khó lường. Tỉnh cũng cần phải ưu tiên khẩn trương hoàn thiện, trung tâm hồi sức tích cực ICU ở bệnh viện phổi Bắc Giang để chủ động điều trị tại địa phương với sự giúp sức của các chuyên gia từ bệnh viện tuyến trung ương được điều về chi viện bên cạnh đó các đơn vị điều trị cần sớm kê danh sách các phương tiện trang thiết bị máy móc cần thiết cho công tác điều trị để sớm đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh xem xét mua sắm về tình hình nhân lực làm việc tại bệnh viện giã chiến ông nguyễn trọng khoa cho biết rất cần các cán bộ nhân viên y tế chuyên ngành truyền nhiễm đề nghị lãnh đạo tỉnh bắc giang sớm trao đổi với các tỉnh nơi không nóng về dịch bệnh tăng cường chi viện nguồn nhân lực chất lượng cao Ông Nguyễn Quốc Thái, Trung tâm bệnh viện Bệnh nhiệt đới, bệnh viện Bạch Mai cũng cho biết, các cơ sở y tế tại Bắc Giang cần sắp xếp tổ chức để làm sao nguồn nhân lực hoạt động một cách hiệu quả, mấu chốt nằm ở chỗ các đơn vị cần phân ca kíp làm việc cho nhân viên một cách khoa học, nên áp dụng theo mô hình 3 ca, 4 kíp một cách thường xuyên. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương khẳng định bằng mọi giá, Bắc Giang không để bệnh nhân nào không qua khỏi để tháo gỡ khó khăn về nhân lực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở Y tế huy động tất cả các lực lượng hiện có, kể cả lực lượng đã về hưu, đồng thời nhanh chóng thống kê, giả soát nguồn nhân lực, và cần thiết trao đổi với các tỉnh báo cáo cụ thể để ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất với các tỉnh lân cận giao sở nội vụ xem xét tham mưu về vấn đề tuyển dụng nguồn nhân lực ngành y tế địa phương về điều trị cần lập tức có trạm điều phối ngay tại các cơ sở cách ly sở y tế nhanh chóng giả soát các cơ sở điều trị để báo cáo đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh việc mua sắm trang thiết bị kịp thời phục vụ công tác điều trị Ông Lê Anh Dương cũng cho biết, có một doanh nghiệp trong tỉnh tình nguyện cho mượn khu nhà xưởng rộng khoảng 15.000m2 để xây dựng bệnh viện giã chiến. Để có một cơ sở triển khai, lãnh đạo tỉnh giao Sở Y tế khẩn trương khảo sát và báo cáo tình hình. Cách ly xã hội thêm một huyện ở Bắc Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiếp tục nâng cấp độ phòng dịch đối với huyện Quế Võ khi yêu cầu cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng đối với địa phương này. Trong văn bản hỏa tốc được gửi đi chiều 20 tháng 5, huyện Quế Võ thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 15 giờ ngày 20 tháng 5 cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, địa phương này đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15. Với việc áp dụng chỉ thị 16, các biện pháp phòng chống dịch ở huyện Quế Võ sẽ được siết chặt. Hơn 186.000 người dân trong huyện sẽ giãn cách theo nguyên tắc cách ly gia đình với gia đình, thôn với thôn, xã với xã. Người dân được yêu cầu chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu và các trường hợp khẩn cấp khác. Đồng thời người dân cần giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc không được tập trung quá hai người tại nơi công cộng. Các hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn huyện Yên Phong cũng phải tạm dừng, trừ các trường hợp có lý do, công vụ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất hàng hóa. Cùng ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đang áp dụng chỉ thị 16 là huyện Thuận Thành, Yên Phong và thành phố Bắc Ninh, yêu cầu lãnh đạo các địa phương đôn đốc chỉ đạo người dân thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly xã hội theo quy định. Trước đó, lực lượng chức năng ghi nhận trong thời gian cách ly xã hội, một số người dân ở các xã, phường, thị trấn vẫn còn chủ quan, chưa tuân thủ các biện pháp cách ly xã hội trên địa bàn như tự mở cửa bán hàng không thiết yếu, người dân không có việc cần thiết vẫn đi ra đường. Để đảm bảo việc cách ly theo đúng quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các địa phương đang giãn cách xã hội chủ động lập các chốt liên ngành phòng chống dịch để kiểm soát nghiêm túc triệt đề. Đến trưa ngày 20 tháng 5, Bắc Ninh ghi nhận 346 ca mắc COVID-19 với 3.300 F1 và 30.000 F2. Hiện Bắc Ninh đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 với huyện Thuận Thành, huyện Yên Phong và thành phố Bắc Ninh, chỉ thị 15 với Lương Tài, Tiên Du và thị xã Từ Sơn. Cách ly tại nhà một trường hợp liên quan đến bệnh nhân Covid-19 ở Ba Đình. Sau khi nhận được thông tin về ca mắc mới, bệnh nhân 4560, F1 của bệnh nhân 3634, nguyên giám đốc công ty Hansinko, Trung tâm y tế quận Thanh Xuân đã xác định được 33 trường hợp liên quan, kịp thời xử lý lên mẫu xét nghiệm. CDC Hà Nội đã thông tin về bệnh nhân PTT, nữ, sinh năm 1995, địa chỉ Thành Công, quận Ba Đình. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân 3634. Ngày 11 tháng 5, bệnh nhân có đến nhà bệnh nhân 3634 trao đổi công việc trong khoảng 1 giờ. Ngày 12 tháng 5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung tại trường quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô Sơn Tây. Ngày 18 tháng 5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính, mẫu do CDC Hà Nội thực hiện. Sau khi nhận được thông tin về ca mắc COVID-19 mới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ba Đình, Phạm Đình Diễm cho biết, Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo phường Thành Công thực hiện các biện pháp lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tại nhà đối với người liên quan đến bệnh nhân 4560. Trong khi đó, theo đại diện Ủy ban nhân dân phường Thành Công, ngay sau khi phát hiện trường hợp F1 ngày 12 tháng 5, phường đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ nơi ở của chị PTT. Sau khi trường hợp này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, ngày 19 tháng 5, Trung tâm Y tế quận Ba Đình đã lấy mẫu xét nghiệm đối với một trường hợp là người nhà của chị PTT, đồng thời đề nghị người này thực hiện nghiêm túc việc cách ly tại nhà. Nhân viên công ty Trường Minh mắc COVID-19 tiếp xúc nhiều người ở Đà Nẵng và Huế Nhân viên công ty Trường Minh mắc COVID-19 được công bố trưa ngày 20 tháng 5, từng đi Huế làm căn cước công dân, ăn đám rỗ, tiếp xúc với nhiều người ở Huế và Đà Nẵng. Trưa ngày 20 tháng 5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý trường hợp mắc COVID-19 được ghi nhận trong ngày. Bệnh nhân HTTT Bệnh nhân 4.764, nữ 34 tuổi, trú tại đường Phan Văn Trị, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, là nhân viên công ty Trường minh, khu công nghiệp An Đồn. Bệnh nhân thuộc diện F1 của F0NTPL, bệnh nhân 3.600 và F0PHV, bệnh nhân 3.608. Cụ thể, ngày 2 tháng 5, bệnh nhân đi xe riêng từ Đà Nẵng ra Huế, bệnh nhân ngồi gần tài xế và quê tại thôn Miêu Nha, xã Lộc Điền, Phú Lộc. Thừa Thiên Huế, bệnh nhân đến nhà văn hóa thôn Đông An, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc để làm căn cước công dân. Ngày 3 tháng 5, bệnh nhân đi ăn đám rỗ ở nhà dì út tại thôn Miêu Nha, xã Lộc Điền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Ngày 6 tháng 5, bệnh nhân đi xe riêng từ Huế vào Đà Nẵng, trên xe có thêm một hành khách nhưng không nhớ tên, địa chỉ, tiếp xúc chủ phòng trọ ở địa chỉ đường Lương Định Của, quận Cẩm Lệ. Ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 5, bệnh nhân chủ yếu đi làm tại công ty sau đó về phòng trọ, chỉ tiếp xúc với đồng nghiệp trong công ty. Ngày mùng 9 tháng 5, bệnh nhân đến gặp tổ trưởng tổ dân phố để lấy phiếu đi chợ, mua cháo tại quán cháo vịt bà Minh, đường Hồ Đắc Di, Cẩm Lệ. Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Ngày 10 tháng 5, bệnh nhân chủ yếu đi làm tại công ty, sau đó về phòng trọ, chỉ tiếp xúc với đồng nghiệp trong công ty. Ngày 11 tháng 5, khi trong công ty có bệnh nhân mắc COVID-19, thì bệnh nhân được cách ly tập trung tại trường trung học cơ sở Hoàng Sa, Sơn Trà, Đà Nẵng và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 19 tháng 5, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2, kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Đà Nẵng đề nghị người dân nếu có tiếp xúc gần với ca bệnh này hoặc có đến những địa điểm nêu trên thì nhanh chóng liên hệ với y tế địa phương để khai báo, và được hỗ trợ